35. Bố, bố đừng nói gì cả. Con không muốn nghe. Con không muốn nghe. Bố cũng phải nói. Phải, bố đã nói với con, một người đàn ông phải có can đảm dám chịu trách nhiệm. Nhưng như con không phải chịu trách nhiệm, không phải chịu trách nhiệm với con, với Mong Y Manh, thậm chí cả Dương Hân nữa. Con và Dương Hân không phải người chung đường, miễn cưỡng ở bên nhau không có hạnh phúc được đâu. Làm vậy không những hại chính con mà còn hại cả nó nữa. Không phải có con rồi sao? Đứa không thể dành cho đứa trẻ một môi trường tràn ngập tình yêu, thì ít nhất cũng đừng để cho đứa trẻ phải sống trong môi trường đầy oán hận. Dạy con có rất nhiều cách. Không phải những đứa trẻ có đủ bố mẹ mới lớn lên khỏe mạnh. Con xem con đó, không phải bố cũng đã nuôi con rất tốt đó sao? Bố làm được thì con cũng sẽ làm được. Bố chỉ mong sau này con sống hạnh phúc, đừng để sau này phải sống trong hối tiếc. Giờ mọi thứ vẫn còn kịp, con hãy nghĩ cho kỹ đi. Mời Dung ạ. Sao lại nghĩ ra mời anh tới đây ăn cơm? Để tạ tội với anh. Hôm qua là em không đúng, đừng giận em nhé. Không nghiêm trọng thế đâu. Vậy còn bên Triệu Lỗi? Nếu hôm nay em mời anh ăn đồ Tây là để mong Triệu Lỗi cho em tiền thì khỏi cần ăn nữa. Anh xem, em còn chưa nói gì sao anh cứ hiểu lầm em thế chứ? Ý em là muốn nói anh đánh sai người rồi. Anh xin lỗi người ta cũng là việc nên làm mà. Anh xin lỗi anh ta cái gì chứ? Anh... Alo. 7 giờ đúng không? Tôi biết rồi. Ân Duy. Ân Duy, nghĩ gì thế? Không sao. Em định khi nào thì đi khám thai sản? Sao tự dưng anh hỏi cái đó chứ? Không sao, chỉ hỏi thế thôi. Có cần anh đi cùng với em không? Không cần đâu. Anh là đàn ông, có đi cũng không giúp được gì. Anh cứ đi làm như bình thường thôi. Bây giờ Đinh Ngọ thất tình, Mong Y Manh cũng không có ở đó, công ty chỉ dựa vào mỗi anh thôi. Không cần anh đi cùng thật chứ? Không cần. Chào cô y tá. Chào anh. Vợ tôi bị bệnh chàm, bảo tôi đến xem có thuốc bôi gì phù hợp không mà không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Bụng cô ấy to rồi, không tiện đi lại nên bảo tôi tới xem. Cô ấy tên gì ạ? Dương Hân. Có đem theo thẻ bảo hiểm không? Có. Đây, đợi chút nhé. Anh có nhớ nhầm bệnh viện không? Chỗ chúng tôi không có người nào tên như thế. Không đâu, vợ tôi hay xét nghiệm ở đây mà. Tôi nhớ rất rõ mà.
Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người này thật. Alo. 7 giờ đúng không? Sao lại ở chỗ anh thế? Trộm đấy. Trộm thẻ bảo hiểm để làm gì? Anh tới bệnh viện rồi. Em không hề mang thai, đúng không? Đừng nói dối. Anh đang nói câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Phải. Đúng là em đã lừa anh. Tại sao? Dương Hân, ông Doanh có tài cán gì mà khiến em phải tìm đủ mọi cách để có được anh chứ? Đừng nói em yêu anh, anh không tin đâu. Là vì công ty đúng không? Vì em nhìn thấy được tương lai của mạng kiến trúc sư tình yêu, nên em tìm đủ mọi cách để đuổi Đinh Ngọ đi. Còn cực lực muốn quay trở lại với anh. Vì em biết chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không ở lại công ty. Sau đó em có thể đường hoàng bằng cách thu mua của Triệu Lỗi, rồi biến công ty thành vật sở hữu của em, đúng không? Nửa đoạn đầu thì đúng hết, đằng sau thì sai. Ân Duy, em vẫn luôn nói em và anh cùng song kiếm hợp ích, giúp cho công ty ngày một tốt hơn. Em chưa từng nghĩ sẽ nuốt riêng công ty. Em muốn bắt tay với anh. Vì sự nghiệp, em thậm chí còn đánh cược chuyện cả cuộc đời mình vào sao? Cũng chỉ vì muốn cả đời không phải lo miếng cơm manh áo, cuộc sống được sung túc. Em đúng là em sao hả? Ích kỷ tư lợi sao? Em lòng dạ hẹp hòi, toan tính. Đúng, em thừa nhận em là người lớn. Thủ đoạn em dùng rất đê hèn. Nhưng còn anh thì sao? Anh cao thượng tới lúc nào? Anh luôn tỏ ra trọng tình trọng nghĩa, hiểu chuyện, hoa phong lẫm liệt. Nhưng nghe chỉ nói một câu, anh liền lập tức tin. Sau đó anh bỏ mong im anh. Anh nghĩ mà xem, nếu anh thật sự yêu cô ấy, nếu anh tin vào tình yêu giữa hai người, thì anh phải cùng cô ấy chấp nhận, cùng nhau giải quyết vấn đề. Nhưng anh lại không làm thế. Anh dễ dàng từ bỏ cô ấy. Anh còn dám chỉ trích em nữa sao? Em không phải rắp tâm phá hỏng, là tự anh không có khả năng. Anh không có khả năng bảo vệ tình cảm của mình, sự nghiệp của anh, tất cả những gì anh có. Anh điên rồi sao? Dương Hân, cảm ơn em đã thức tỉnh cho anh thấy. Cảm ơn. Cảm ơn vì em đã không mang thai. Cảm ơn. Mông Y Manh, nghe điện thoại đi. Y Manh, nghe đi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời. Tiểu Nga, tôi không nói nhiều với cô nữa. Tôi đang có việc, tôi cúp đây. Anh đợi đã. Cô bạn gái của anh đi đăng ký kết hôn với anh chàng đẹp trai kia rồi, anh biết không? Mời số 010 đến chỗ cửa sổ để làm thủ tục. Y Manh, đến chúng ta rồi. Mông Y Manh,
Em không được đi. Ân Duy, anh đến đây làm gì? Anh ngăn cản chúng tôi làm gì? Anh đang muốn hỏi em đấy. Em chạy tới đây làm gì? Hỏi thừa, đến làm gì sao? Kết hôn chứ sao? Anh Ân, xin lỗi nhé. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh tránh ra cho. Tôi và Manh Manh còn phải đi đăng ký. Sau lần được anh nhắc nhở đó, lần này chúng tôi đem theo đầy đủ giấy tờ cả rồi. Cảm ơn anh. Sao cậu biết tôi không có chuyện quan trọng cần nói? Phải cắm một mũi tên sau gáy mới thấy được tầm quan trọng đúng không? Nếu cậu nghĩ như vậy, vậy tôi sẽ đi vặt một cái lông gà cho xem. Anh muốn đá lông gà, trả lông gà gì đó tùy anh. Nhưng xin anh đừng ngăn cản con đường hạnh phúc của chúng tôi. Anh hiểu là em đang chuẩn bị để bước vào cuộc sống mới, nên mới tưởng tượng ra đủ loại như vậy. Anh cũng không có ý ngăn cản em. Anh chỉ nghĩ là anh muốn kiên định với niềm tin để hướng tới hạnh phúc. Và anh tới đúng rồi đó. Hễ gặp anh, tôi chỉ muốn tăng tốc, bước nhanh tới cuộc sống mới thôi. Bước thênh thang cũng là một loại hạnh phúc. Con đường quanh co cũng chưa chắc nghĩ lại đã thấy đau lòng. Tục ngữ nói rất hay, phong cảnh vô định trên con đường nguy hiểm. Cuộc đời giống như điện tâm đồ, em muốn bình yên trừ khi em ngừng thở. Anh rủa tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay là ngày vui của tôi. Ân Duy, tôi mặc kệ anh có chuyện gì quan trọng, đó cũng là chuyện riêng của anh, không liên quan tới tôi và Manh Manh. Anh lui ra cho. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Làm gì thế? Anh chỉ muốn nói với em rằng hôm nay lúc anh tới, anh đã xem lịch rồi. Hôm nay không phải ngày lành, không thích hợp để đăng ký. Không thích hợp để đăng ký kết hôn, em có hiểu không? Tức là anh ta không cưới được em. Nếu cưới em, sẽ phải chịu thân bại danh liệt, thất bại thảm hại. Em không được lấy anh ta. Nếu em lấy anh ta, em sau này sẽ hối hận, nước mắt thành sông đấy. Tôi khóc hay cười liên quan gì tới anh? Anh đừng quên, hai chúng ta đã chia tay rồi. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Anh đừng ở đó mà giả bộ quan tâm. Hơn nữa, sau này tôi có hối hận thật, tôi cũng sẽ tự gánh chịu, không để cho anh cười nhạo tôi đâu. Không, anh không có ý đó. Anh cười nhạo gì em chứ? Nếu em hối hận thật, anh cười gì chứ? Anh khóc còn không kịp đó. Không cần cảm ơn anh. Tôi rất vui cũng rất hạnh phúc. Không cần anh đi trước tạo bầu không khí bi kịch cho tôi đâu. Không phải anh khóc em. Vậy anh khóc cái gì chứ? Anh khóc cho chính mình. Liệu lát nữa có đánh nhau không? Anh khóc vì rõ ràng anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, nhưng anh vẫn thích em. Anh khóc vì anh muốn cho em hạnh phúc, nhưng không biết phải làm sao. Anh khóc vì mình đã nói chia tay em, nhưng trong đầu vẫn có hình bóng em. Anh khóc vì mình thật chẳng ra gì. Anh đúng là chẳng ra gì. Ân Duy, Manh Manh. Đau. Đừng đánh nữa. Sếp Triệu, hôm nay Ân Duy đã quá kích động. Thật sự xin lỗi. Tôi xin lỗi anh thay anh ấy. Đừng nhắc tới nữa. Công ra công, tư ra tư. Anh thật độ lượng. Nhưng hiển nhiên là hợp tác của chúng ta đành dừng lại tại đây thôi. Sếp Triệu, tôi biết việc thu mua mạng kiến trúc sư tình yêu không còn hy vọng nữa. Nhưng tôi cho rằng anh không nên từ bỏ ý tưởng về trang mạng hôn nhân đó. Tối đa hóa việc chuyển đổi khách hàng, tìm kiếm đăng nhập vào website thành khách hàng tiêu dùng, đó mới là giá trị thể hiện của trang mạng. Và mở một hôn nhân trên trang web, không chỉ tương ứng với phần tìm kiếm trang web trước đó của anh, lại có thể biến những khách hàng sử dụng thành khách hàng tiêu dùng.
để tăng thêm lợi nhuận. Tôi cho rằng làm trang mạng về hôn nhân gia đình nhất định phải chuẩn bị kỹ thuật về quy mô và sự phục vụ chuyên nghiệp. Mà trang mạng của anh cũng đã là trang web khổng lồ với nhiều số lượng người dùng. Cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh, trước đây tôi từng làm về trang mạng hôn nhân. Sếp Triệu, nếu anh nhận tôi, nhất định tôi sẽ khiến trang mạng nhanh chóng sinh lời. Cô Vương, tôi thấy cô nói rất hay. Sếp Triệu quá khen rồi. Nhưng tôi chỉ muốn nói là một nhân viên ưu tú như cô, công ty tôi có rất nhiều. Và nếu tôi thật sự muốn tuyển nhân viên mới, tôi tin bộ phận nguồn của chúng tôi nhất định sẽ tìm được rất nhiều người xuất sắc như cô, thậm chí còn là nhân tài xuất sắc hơn cô nữa. Vậy là cô có gì khác biệt so với họ? Sếp Triệu, tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm làm việc trực quan. Còn nữa, tôi... Cô có biết ban đầu tôi coi trọng trang mạng quèn của Ân Duy là vì điều gì không? Vì điều gì? Nguồn khách hàng. Kinh nghiệm công việc vừa nãy cô nói, những thứ đó quá xa vời, trừu tượng quá, sao mà cụ thể quá được? Giờ đối với tôi, vấn đề cụ thể và rõ ràng là làm thế nào để có khách hàng mới, cho rằng trang mạng của chúng ta có kinh nghiệm và chịu đăng ký với chúng ta. Chỉ đơn giản thế thôi. Vì sự trưởng thành và số lượng khách hàng của trang web sau. Quả nhiên cô Dương là người rất thông minh, nhìn cái là hiểu. Đối với trang mạng, số lượng khách hàng đăng ký là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có đủ lượng khách hàng thì chúng ta sẽ có nhà quảng cáo, chúng ta sẽ mau chóng có lãi, đúng không? Vậy nên đó là lý do ban đầu tôi muốn mua lại trang web Kiến trúc sư tình yêu. Tôi quan tâm tới nguồn khách hàng ổn định và đông đảo đó. Tôi đã nghĩ nếu tôi có thể đưa nguồn khách ổn định đó đến chỗ tôi, thì tôi tin rằng trang mạng của mình sẽ mau chóng sinh lãi thôi. Ý anh muốn nói là bảo tôi trộm khách hàng của Kiến trúc sư tình yêu đến đây sao? Thông minh. Không sao. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, cân nhắc bên nặng bên nhẹ, được hay mất. Cô Dương, tôi nhắc nhở cô lần cuối, tôi nhất định sẽ làm trang mạng hôn nhân gia đình. Đối với cô, việc cô đem về nguồn khách đó sẽ là điểm khác biệt giữa cô với những đối thủ cạnh tranh khác. Sếp Triệu, tôi sẽ trân trọng sự khác biệt này. Nào, em ở xin y tá một ít cồn đây, để em rửa cho anh nhé. Không cần, vết thương ngoài da thôi. Không được, nhỡ bị uốn ván, bị bệnh dại thì phải làm sao? Ý em nói ân Duy là chó điên sao? Anh biết anh ta điên mà còn điên theo anh ta. Xin lỗi. Không sao chứ. Manh Manh, em sẽ không vì thế mà thay đổi quyết định của mình, đúng không? Cái gì? Anh tưởng em đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đăng ký kết hôn bây giờ cũng vẫn còn kịp đấy. Y tá, đau chết mất. Nhẹ thôi. Anh cũng thật là, anh mạnh tay thế làm gì? Thắng thì sẽ được đeo đai vàng sao? Nếu ông Duy bị anh đánh cho... Em cũng sợ anh sẽ đau tay thôi. Anh tưởng lần này sẽ là thật chứ? Nhưng anh vẫn chỉ là đạo cụ, đúng không? Không phải, Âu Dương. Anh nghe em nói, trừ khi em đi đăng ký với anh ngay bây giờ, nếu không nói gì cũng vô dụng thôi. Em biết em không nên làm như vậy. Em có khi nào nghĩ cho anh chưa? Để chúc mừng ngày hôm nay, anh đã đặt một bữa tối lãng mạn với view ngắm cảnh duy nhất. Còn mẹ anh nữa, mẹ anh bây giờ vẫn đang ở nhà chờ anh gọi điện báo tin vui. Rồi những đồng nghiệp trong công ty đã mở sẵn champagne rồi, chỉ chờ anh đưa em tới gặp họ. Em xin lỗi Âu Dương. Em biết là anh không muốn nghe ba chữ đó mà. Em thật sự xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho anh.
Trước khi anh nói những lời đó, giống dĩ em còn hơi do dự, nhưng giờ em đã chắc chắn rồi. Em sẽ không chọn anh. Tại sao? Tại sao em lại chọn anh ta? Anh ta chỉ là tên vô dụng. Không được, đau quá. Trước ngày hôm nay, em không dám chắc Ân Duy đối xử với em rốt cuộc là có thật hay không. Hay nói cách khác, em không biết rằng anh ấy rốt cuộc có yêu em không. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình cảm thật sự đó. Chính vì anh ta dùng trò trẻ con đó đến ngăn cản chúng ta kết hôn, nên em cho rằng anh ta yêu em sao? Không phải. Vậy anh có từng nghe câu chuyện này chưa? Thời cổ có hai người phụ nữ tranh nhau một đứa bé. Họ đều nói đứa bé đó là do họ sinh ra, không ai chịu nhường. Rồi họ đưa nhau lên nha môn xét xử. Mọi người đều đang đợi quan huyện lệnh cuối cuộc sẽ xử đứa bé đó cho ai. Quan huyện lệnh đã ra một bài toán. Ông ta bảo hai người phụ nữ cùng kéo tay đứa bé. Ai kéo được đứa bé vào lòng mình thì sẽ xử đứa bé đó thuộc về người đó. Thế là hai người phụ nữ đã dùng hết sức để kéo cánh tay đứa bé. Khi đứa bé bị tranh giành tới mức khóc thét lên đau đớn, thế là người mẹ ruột đã mềm lòng mà buông tay. Vậy là đứa bé đã rơi vào lòng người còn lại. Kết quả, quan huyện lệnh đã xử đứa bé thuộc về người phụ nữ bỏ tay ra trước. Anh có biết tại sao không? Có lẽ vì thật sự yêu đứa con của mình, sợ con bị đau nên mới buông tay ra trước. Vì thật lòng yêu nên mới buông tay trước. Đau. Chỉ vì một động tác nhỏ đó thôi sao? Nhưng Manh Manh, em biết không, vì anh quá sợ mất em nên anh vốn không dám buông tay. Âu Dương, không phải em muốn đem anh ra so sánh với Ân Duy, nhưng anh không thấy anh ấy làm vậy. Khi có chuyện xảy ra, anh đều nghĩ về mình trước. Giống như hôm nay, em phá hỏng kế hoạch của anh, đồng nghiệp của anh sẽ phải làm sao, người nhà sẽ phải làm sao, nhà hàng sẽ thế nào, vân vân. Nhưng Ân Duy lại luôn nghĩ cho người khác trước, sau đó mới nghĩ cho bản thân mình. Vậy nên anh ấy luôn để lại những rắc rối rồi tự mình phải thu dọn. Đợi khi mọi người vui vẻ ra đi rồi, anh ấy mới lặng lẽ ở lại thu dọn. Không phải vì anh ta không có năng lực, anh ta ngốc sao? Không phải. Vậy em nói cho anh nghe, là gì? Là tốt bụng. Cảm ơn anh đã khiến em nhìn rõ ưu điểm đáng quý hơn người của Ân Duy. Em đã hạ quyết tâm đi theo anh ta rồi sao? Y tá, đau chết mất, nhẹ thôi. Không ổn rồi, hai người đi thu dọn tàn cục sẽ nhanh hơn một người làm chứ nhỉ? Manh Manh, nếu có một ngày anh ta không khiến em cương quyết đi theo anh ta như thế nữa, em hãy về tìm anh nhé. Anh chờ em. Âu Dương, chúng ta không làm tình nhân được đâu, cũng không thể làm bạn được, cho nên tạm biệt thì hơn. Đừng gặp lại nữa thì sẽ tốt hơn, vĩnh biệt sẽ tốt hơn. Em phải tuyệt tình tới vậy sao? Ngựa buộc trong chuồng lợn, ngựa và lợn đều sẽ khó chịu. Có những sự quen biết vốn ngoài ý muốn, em phải vào đó xem anh ấy. Tạm biệt nhé chú ngựa. Y tá, nhẹ tay thôi, nhẹ thôi, đau chết đi. Vết thương nhỏ này có gì đâu mà đau. Y tá, tôi đau thật mà, không gãy tay đấy chứ. Được rồi, anh cứ diễn đi nhé, diễn xong rồi thì về đi. Vết thương của anh không có gì lớn, về nhà chăm sóc tốt là được rồi.
nhẹ tay thôi. Anh không có bản lĩnh cũng đòi đánh nhau với người ta, đã đủ mất mặt lắm rồi. Nếu đánh tới què luôn, sau này ai thèm lấy anh chứ? Em còn châm biếm nữa sao? Không phải vì em sao? Anh nói cho rõ nhé, không liên quan tới em đâu. Tự làm tự chịu, đáng đời. Vô tâm thật đấy. Hôm nay anh dừng. Tạm bỏ qua ai đúng ai sai, em sẽ không trốn tránh việc trả tiền thuốc men cho anh đâu. Em sẽ trả cho anh, đã được chưa? Trả mỗi tiền thuốc thôi sao? Còn những cái khác thì sao? Anh bị thương như thế, còn định lừa em đấy à? Đúng, anh muốn lừa em đấy. Anh muốn lừa em cả đời này. Ân Duy, chúng ta nói cho rõ đi. Dẫu sao cái gì? Dẫu sao để đưa ra quyết định này với em cũng không dễ dàng. Được rồi, những lời bi thương em đừng nói ra. Thực ra anh đã hiểu rồi. Em đưa ra quyết định như vậy là đúng. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Thật ra nếu anh là em, anh cũng sẽ không chọn người giống như anh. Anh để so sánh với Âu Dương đúng là một trời một vực mà. Người ta vẫn thường nói đó, phụ nữ chỉ mong có cảm giác an toàn. Anh thậm chí còn không hiểu rốt cuộc cảm giác an toàn là gì. Nhưng bây giờ anh cũng gần hiểu ra rồi. Anh đang nói bóng gió là em ham vật chất đó hả? Anh cho rằng em chọn Âu Dương vì Âu Dương có tiền, có sự nghiệp. Rốt cuộc thế nào mới là cảm giác an toàn? Là khi em ngồi trên một chiếc xe hoa sang chảnh, tốc độ 120 dặm một giờ, chẳng may đâm xe, nhưng em không hề hứng gì. Tại sao? Đó là nhờ trụ AB vững chắc trên xe, bảo vệ em. Có dầm chống gia giới, vai trò điểm, bảo vệ cho em. Có túi khí đó bật lên ngay lập tức để bảo vệ em. Có dây an toàn bảo vệ cho em, nên em sẽ không bị thương tích. Đó chính là cảm giác an toàn, đúng không? Nếu em ở bên cạnh anh, ngồi đằng sau chiếc xe điện của anh, gặp phải tai nạn giao thông, đừng nói là 120 cây số một giờ, cho dù là 20 cây, không chừng em lại bị gãy tay gãy chân. Nếu đang đuổi, không chừng còn mất mạng. Manh Manh, tuy rằng anh chỉ có thể xác này để bảo vệ cho em, nhưng anh không có túi khí an toàn, anh không có hệ thống an toàn, nên khi em gặp nguy hiểm nhất định sẽ bị thương. Cho nên em chọn chiếc xe hoa sang trọng của Âu Dương là đúng rồi. Ân Duy, được rồi. Cái ôm chia tay chẳng phải là như vậy sao? Được rồi, đừng ôm lâu quá. Lát nữa để Âu Dương nhìn thấy còn tưởng anh là lưu manh nữa. Anh Duy, cho dù anh là chiếc xe lăn bị hỏng, em cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đời này. Em quý gì hả? Em chọn chiếc xe lăn này đấy. Em không chọn Âu Dương sao? Vừa nãy em nói rồi mà, từ bỏ xe dâu sang trọng, quyết định này không hề dễ dàng. Manh Manh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời này. Anh nhất định sẽ trân trọng. Em đã nói rồi, anh không thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu. Ân Duy, em sẽ cố gắng làm một bà mẹ kế tốt. Yên lòng, để anh được ôm em như thế này. Được,
Thật đó, em đã nghĩ kỹ rồi. Em đã xác định chọn anh rồi, nên em sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Em cảm thấy con cái không phải vấn đề giữa hai chúng ta. Nếu sau này nó không thích bà mẹ kế này, nó có thể chuyển sang gọi em là chị mà. Và dễ kiểu gì thế? Em yên nào, ôm như này nóng quá. Ôm một lát thôi, một lát thôi, được không? Được. Thật ra Diên Hương không hề mang thai. Cô ấy đã lừa anh. Thật sao? Anh cũng không hề. Thôi vậy, không nói nữa. Mọi chuyện là tự cô ấy bịa ra. Manh Manh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Anh xin đảm bảo. Anh yêu em. Sao người còn chưa đi? Bên ngoài còn bệnh nhân đang chờ đấy. Xin lỗi nhé. Đi thôi. Kiểu người giả bộ đáng thương, giả bệnh để nhận được sự đồng cảm. Không được, như này chẳng phải lừa Tử Khâm sao? Kiểu chiến đấu dòng do kết thân với nhau để làm tăng thêm tình cảm, tìm lại kỷ niệm ngày xưa. Đây là những người theo dõi mình. Còn lại... Không được, Tử Khâm sẽ làm phiền mình chết mất. Dương Đông kích tay, giả bộ có bạn gái mới để khiến đối phương tức. Mình cũng phải có bản lĩnh đó chứ. Bản lĩnh? Mình nói sao có mình anh vậy? Mấy người ân duy đâu? Sao cô lại tới đây? Đừng giấu nữa. Giờ tôi không hứng thú với những thứ ở công ty này đâu. Hơn nữa tôi đã dọn ra khỏi nhà ân duy rồi. Từ nay về sau không còn quan hệ gì với các anh nữa. Như vậy gọi là bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng 10 năm. Không hứng thú cô còn chạy tới đây làm gì? Tôi tới dọn đồ. Vậy tôi phải trông chừng rồi. Để cô khỏi tiện tay cầm luôn thứ đồ nào đó đi. Yên tâm đi, chỗ canh chẳng có thứ gì xứng để tôi đem đi cả. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, anh có thấy giấy bi màu đen của tôi đâu không? Không. Anh còn chưa tìm đã nói không có rồi. Chỗ tôi là có đồ của cô được sao? Cô tự xem đi. Xem đi, có không? Cô xem, có đồ của cô không? Có đồ của cô không? Không có, lui ra. Chỗ này có đồ của cô không? Có đồ của cô không? Đây chẳng phải USB của tôi sao? Cái gì mà USB của cô chứ? Đây là tài liệu khách hàng của chúng tôi. Rõ ràng là của tôi. Tôi cắm vào cho cô xem thử nhé. Được không? Cô xem đi. Cô tự xem đi. Xem thì xem. Có đúng không? Được được, tôi sai rồi. Chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế? Cô lui ra coi. Rơi nguồn điện ra rồi. Cô không dọn đồ nữa sao? Không, tặng cho các anh đấy. Hào phóng đấy. Dãy đuôi rồi bỏ đi luôn. Máy massage này nhiều chức năng thật đấy. Nhưng bà xem tờ hướng dẫn này, càng đọc càng chả hiểu gì. Ông đừng nghiên cứu nó nữa đi. Thứ này đắt lắm, chúng ta không thể nhận được. Mấy hôm nay, lần này nó tới cũng đâu có tới tay không. Mỗi ngày lại
tặng một món đồ đắt hơn. Ngày nào cũng nhìn nó bận tới bận lui, thấy nó đúng là tội nghiệp. Tiếng gì thế? Bà đi xem đi. Tiểu Đinh à, cô à, nghỉ ngơi lát đi. Không cần, cháu không sao. Cháu bận tới chiều rồi, phòng bếp sạch lắm rồi. Cháu không mệt. Cô ơi, má mùi này lau xong nữa là xong rồi. Nghỉ ngơi lát rồi hãy làm. Không sao đâu cô. Cháu nói cô nghe, má hút mùi này là vật quan trọng trong nhà bếp. Nhưng cô yên tâm, cháu đã hỏi nhân viên làm sạch má hút mùi chuyên nghiệp rồi. Cô yên tâm, vừa lau sạch lại không để lại vết xước, làm tương đối là được rồi. Cháu cũng bận mà, lãng phí thời gian ở chỗ cô quá. Không bận đâu cô, cô ra ngoài đi. Cháu đang bận tay, vậy để cô yên tâm, lát nữa đảm bảo không lỡ thời gian nấu cơm tối của cô, để cô làm cho. Không cần đâu cô mau đi nghỉ đi. Xong ngay đây. Vẫn không khuyên được sao? Cứ như này mãi sao được? Lão Lý, ông phải mau tìm cách. Tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ quyết định của Tử Khâm cho chàng trai này đi. Nó còn trẻ như thế, đừng làm lỡ việc của người ta. Tôi hiểu, nhưng cũng đừng cứng rắn quá. Chuyện này tôi sợ thanh niên nhất thời không chấp nhận nổi. Vậy ông nói xem phải làm sao đây? Tôi nghĩ cách đã. Tiểu Đinh à, cô nấu ăn không ngon cho lắm. Cháu ăn tạm vậy nhé. Cô khách sáo quá. Nào, ăn cá đi. Dân cảm ơn cô. Mệt lắm rồi phải không? Không ạ. Bình thường giúp việc còn chẳng muốn lau mái hút mùi, không ngờ cháu lại lau sạch sẽ như thế. Nào nào, hôm nay chúng ta uống mấy chén cùng mấy món cô cháu nấu nhé. Chú à, cháu nghe Tử Khâm nói từ khi chú phẫu thuật đặt tên tim đã cai rượu rồi mà, thì hôm nay cháu tới đó nên chú phá lệ nhấp môi một lần. Nào. Vâng ạ, cảm ơn chú. Nào, cháu mời chú. Được, mời cô. Chú để cháu. Được, được. Được rồi, uống ít thôi. Chàng trai, mấy hôm nay cháu đã làm không ít việc giúp cho cô chú rồi. Chú nói với cô cháu, cháu là một chàng trai tốt. Chú quá khen rồi, toàn những việc cháu nên làm mà. Thực ra, trên đời không có ai xứng đáng để một người phải hy sinh mọi thứ vì mình. Cháu xem, cô chú cũng từng tuổi này rồi, đều là những người từng trải. Chú nói câu thật lòng này, không biết cháu có chấp nhận được không? Chú nói đi ạ. Dù là chuyện gì cháu cũng chịu đựng được hết. Được. Vậy chú nói thẳng nhé. Cháu và Tử Khâm nhà chú không hợp nhau. Chú và cô cháu đều cảm thấy cháu là người tốt. Thực ra cô chú không hề phản đối cháu và Tử Khâm ở bên nhau, nhưng chú và cô hiểu Tử Khâm hơn cháu. Tử Khâm là người rất tự trọng, lại rất để ý tới những lời đánh giá về mình. Nó coi trọng tự trọng và thể diện hơn bất cứ thứ gì. Chú à, cô à, cháu biết cháu không phải là người giỏi giang nhất, phù hợp nhất với Tử Khâm, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy. Cháu không để cô ấy phải chịu ấm ức, phải mất mặt đâu ạ. Chú không có ý đó. Nào ngồi xuống đi, ngồi xuống. Mau ngồi xuống đi. Thực ra chú không có ý đó. Cháu xem, chú và cô đều nói cháu là người tốt, nhưng dù sao cháu cũng nhỏ tuổi hơn Tử Khâm khá nhiều.
Huống hồ Tử Khâm lại từng ly hôn, còn sinh con nữa. Cháu không bận tâm những điều đó ạ. Cháu có thể không bận tâm, nhưng người khác thì sao? Đám người chỉ chờ có chuyện là cười nhạo, miệng lưỡi độc địa đó. Họ sẽ dị nghị thế nào về Tử Khâm, rồi sẽ điều chuyện về các cháu thế nào? Cháu có từng nghĩ qua chưa? Chàng trai, để Tử Khâm không bị người khác chỉ trích, chú nghĩ tốt nhất cháu nên từ bỏ đi. Hai đứa cứ như này mãi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.